đến đầu mùa mưa hàng năm, bà con tại thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng lại dậy từ rất sớm để vào rừng tìm nấm. Nấm rừng nơi đây rất đặc biệt và được xem là món ăn không thể thiếu của đồng bào dân tộc Cờ Ho. Người dân phải chờ đợi sau nhiều ngày để thưởng thức vì mỗi năm chỉ có một mùa rất ngắn. Đầu mùa mưa, đầu mùa đó. Mùa đầu mùa cỡ 2 ngày, 3 ngày là nó mọc. Thì tới 5 giờ sáng. 5 giờ sáng đến trưa. Không thể trồng hay nhân giống, những cây nấm này chỉ mọc trong các khu rừng thông hay những khu rừng có tán lá thưa, độ ẩm vừa phải. Để hái được nấm, người dân nơi đây phải băng qua nhiều khu rừng. Đặc biệt người hái nấm phải tinh ý và có kinh nghiệm để phân biệt với nấm độc. Đây, đây là nấm độc. Nó khác hẳn, màu vàng hơn tí mà nó cứ quan trọng là nó trơn. Nó trơn đấy. Đây nó bự. Nấm độc. Cách chế biến thuần tự nhiên đối với món nấm này cũng rất đơn giản. Chỉ cần rửa sơ, nếu rửa kỹ quá sẽ mất độ ngọt của nấm. Sau đó luộc lên kèm theo vài lát sả và nêm một chút gia vị. Và chỉ với một món ăn dân dã như thế này, những bữa cơm đạm bạc của người nông dân đã trở nên ngon hơn bao giờ hết.